Đến cái ngôi làng này tôi lại, đến cái xã này tôi bắt đầu lại gặp một cái công trình kiến trúc vô cùng độc đáo các bạn. Đây gọi là khu di tích lịch sử văn hóa xã Hải Minh. Đó là cái cầu này đây các bạn. Nhìn nó như là một cái cầu ở Hội An. Cái cầu này có từ rất là lâu đời rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào để quay cái kiến trúc của nó cho mọi người coi nhá. Đây là toàn bộ kiến trúc của cái ngôi cầu đây. Một kiến trúc rất đẹp. Tất cả đều được làm bằng gỗ lim rất lâu đời rồi nha mọi người nhé. Do cái cây cầu này nó không đáp ứng được, đi bộ thì được, chỉ còn đi xe cộ thì không đi được. Người ta mới làm thêm một cái cây cầu mới này. Đây là một cây cầu mới các bạn nhé. Được đổ bằng bê tông xi măng, nhưng bên trên thì người ta làm bằng cái chân cầu này. Tất cả cái chân cầu người ta đều là làm bằng đá nha mọi người nhé. Rất là cổ kính, một kiến trúc vô cùng độc đáo và đặc biệt. Một cái cầu rất là giống như cái cầu ở Hội An. Thưa tôi cũng tìm hiểu mãi cây cầu này, không biết nó nằm đâu, hóa ra nằm ở đây. Vô tình nay đi qua nhìn được thì tôi quay cho mọi người xem. Một biểu tượng của kiến trúc văn hóa Việt. Cây cầu có qua sông và có mái. Dĩ nhiên là người ta đã sửa lại rồi. Đặc biệt là cái mái là mới thôi. Cái cây cầu kia thì nó là cái cầu cũ nha mọi người. Vì nó được làm bằng gỗ lim cho nên là nó rất là bền. Cây cầu mái vòm. Ở bên trên chúng ta thấy bên cạnh đó, chúng ta sẽ thấy có một số những căn nhà có kiến trúc rất là giống ở bên Hội An. Các bạn nhìn kỹ nha. Rất là đẹp, rất là độc đáo luôn. Quán xá người ta bày cũng khá là đông. Trước mặt chúng ta là một cái quán ăn nhanh. Ngôi làng này rất phát triển vì người ta làm những cái đồ gỗ mỹ nghệ các bạn. Cho nên xe cộ đi lại rất là đông đúc, nhộn nhịp. Bạn thấy gỗ rất là nhiều luôn đấy. Chúng ta vừa vào bên trong để thăm này. Nhà rất là nhiều cái tòa biệt thự lâu đài rất là rộng lớn, rất là giàu có đó. Đấy, tôi sẽ quay cho các bạn biết xem cái kiến trúc của cái cây cầu này. Tôi zoom lại nhé. Kiến trúc rất đẹp. Chúng ta thấy có một cái đầu rồng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan cái cây cầu này. Kiến trúc rất là chắc chắn luôn các bạn. Đây là di tích lịch sử văn hóa Hải Anh, được nhà nước xếp hạng năm 1990. Cầu ngói, cầu thượng gia hạ, kiều trên nhà dưới cầu. Cầu được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 15. Cầu nằm ngang một con sông trung gian. Với đầu cầu được lợp cỏ sau nhiều lần tu sửa, nâng quy mô trên lợp ngói trùng tu lớn vào các năm 1922-2011, song vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc của thế kỷ thứ 17. Cầu được xây dựng trên 18 cột đá, vòng xếp thành 6 hàng, cánh 6 vì, đỡ toàn bộ 9 gian. Nhà cầu trên cột đá và hệ thống xà ngang, xà dọc bằng gỗ lim to, chắc, lưng đỡ các dầm, sàn,
Nhà cầu có hệ thống cột kèo thượng lưng, hoành gui, xà mái, gia công tỉ mỉ, trình độ kỹ thuật cao, mỹ thuật cao, mái lợp ngói, làm khéo léo, người thợ, ngõa, nề, mộc, quần anh xưa nhờ tính sáng tạo, bàn tay tài hoa tạo nên cây cầu duyên dáng, uyển chuyển, trông như một con rồng uốn khúc bay lên. Cầu ngói Hải Anh là một công trình kiến trúc độc đáo trên đất Nam Định, là một trong ba cây cầu ngói đẹp nhất Việt Nam. Và cây cầu này là một trong ba cây cầu ngói phải nói là đẹp nhất Việt Nam. Chúng ta có thể nói là cái kiến trúc này vô cùng độc đáo. Rất chắc chắn, các bạn nhìn thấy kiến trúc rất chắc luôn đấy. Đây là một trong những công trình rất là tiêu biểu, rất là cổ kính. Tôi lên tôi quay cho mọi người coi để biết thêm về những cái văn hóa lịch sử của xã Hải Minh, huyện Hải Hậu nói riêng cũng như của tỉnh Nam Định chúng tôi nói chung các bạn nhé. Giới thiệu đến các bạn những cái gì gọi độc đáo nhất của tỉnh Nam Định các bạn, rất chắc luôn đấy. Ngày xưa người ta chỉ lập bằng rơm, bằng cỏ thôi, nhưng bây giờ người ta đã nâng cấp để người ta lập bằng ngói. Đấy, chúng ta đang đứng giữa cây cầu và giữa con sông luôn. Và nhìn được toàn cảnh của làng xã Hải Minh. Đây là vì cái kèo cho mọi người nha. Rất chắc chắn. Tôi đi lên cái cầu này tôi không thấy rung lắc gì. Chúng ta sẽ xem kiến trúc của cái cây cầu này. Đây đúng là ngôi làng làm chuyên làm đồ gỗ mỹ nghệ. Là rất khéo léo các bạn. Bên cạnh người ta làm một cái cây cầu cho người dân người ta đi xe rồi các loại phương tiện đi qua. Còn đây chỉ là đi bộ thôi các bạn. Chứ đi xe là không đi được. Đây là cây cầu vòm, các bạn có thể thấy nó. Nơi đây cũng thu hút khá là nhiều khách người ta đến tham quan các bạn. Dân ở đây rất là buôn bán rất là sầm uất đây. Chúng ta thấy các bảng hiệu rất là nhiều. Tôi đang đứng ở một nơi khác để tôi quay cho người xem đó. Cái miếu nhỏ nha mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.